Xin kính chào chị em và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu đến chị em và các bạn chiếc đồng hồ Rapport. Rapport là một thương hiệu khá là lâu đời của Anh Quốc, được thành lập khoảng năm 1890. Trước đây Rapport sản xuất nhiều loại đồng hồ, trong đó có cả đồng hồ bỏ túi. Nhưng khoảng những năm 1950 trở đi thì họ chuyển hướng sản xuất chủ yếu những cái linh kiện phụ trợ cho ngành đồng hồ. Ví dụ như là hộp đồng hồ quay giúp tích trữ năng lượng cho cơ tự động, thế rồi dây da vân vân, tức là họ có sự chuyển hướng. Chính vậy mà sản phẩm của họ cũng khá là ít, không nhiều. Đấy. Hiếm khi mà chúng ta sẽ gặp các đồng hồ Rapport đương đại. Đây là một chiếc đồng hồ nữ. Họ thiết kế có cái mặt viền là 37,5 mm, mặt số đen, số Latin, màu trắng ngà. Toàn thân đồng hồ và dây là dạng thép. Ở dây thì có khảm một cái chất liệu gì đó lên thì mình không rõ. Đấy. Dây thì ở dạng lắc tay, đeo rất chi là dễ. Đây, ta đeo thế này, đeo tháo rất chi là dễ dàng. Đồng hồ được lắp máy quắc của Nhật Bản. Đây, chiếc Rapport của chúng ta đây. Yêu kiều, nhưng mà lại có cái gì đó giản dị. Phối hợp giữa màu sắc mình thấy rằng là khá là tinh tế. Chiếc Rapport này mới khoảng 95% chưa sử dụng. Và nó hiện nay thì cái cổ tay phù hợp cho người khoảng từ 16,5 đến 17,5 cm.